Đến với Tây Ninh, vùng đất yên bình và mến khách, thì chúng ta không nên bỏ qua khu du lịch Long Điền Sơn nha các bạn. Tới đây là du khách chúng ta còn cố gắng ghi lại những hình ảnh làm kỷ niệm các bạn nè. Hai bên thì chúng ta thấy có trang trí cũng rất là bắt mắt. Xa xa thì chúng ta thấy công viên nước các bạn nè. Vào đây chúng ta thể mua vé nha, mua vé. Và hai bên như nói ban nãy là đã trang trí hai con vật. Bên này là chú trâu. Rồi bên đây là các chú chuột là bê những thỏi vàng, rất là cầu mong cho sự là sung túc. Còn phía trong này là trò chơi rất là nhiều các bạn, chúng ta khám phá phía trong này nhé. Đây là những du khách đến từ Canada các bạn, rất là xinh gái. Nước TL. Nước TL ha. Chúng ta đi vào trong nha. Khi ta bước vào phía trong là chúng ta thấy có là biểu tượng của 12 con giáp nha các bạn. Hình như đây là anh Tý nè, anh Tý. Qua bên này là anh Sửu. Trâu. Phía sau là dần. Dần bên này các bạn này, dần đây. Dần chú hổ. Và chúng ta tiếp tục vào trong, chúng ta thấy là mão, mão là mèo. Và tiếp tục chúng ta nhìn thấy. Hôm nay thì tiết trời rất là phù hợp các bạn. Nhiệt độ thì tầm khoảng 20 độ. Trời không mưa nhưng có vẻ âm u các bạn. Đây, chúng ta đã thấy rồng rồi các bạn này. Và chúng ta nhìn vào trong là cái này rất là gần gũi chúng ta ha. Ba ông. Đây là Phúc Lộc Thọ này. Và đằng sau là có hai con rồng. Là biểu tượng. Nhìn rất là dũng mãnh. Thể hiện cho là vùng đất. Với cách bày trí rất là hài hòa và tinh tế. Và phía dưới rồng, đầu rồng này thì chúng ta thấy có một cái đài phun nước. Đây các bạn này, đài phun nước. Hiện tại là ban ngày nên chúng ta chưa thấy được cái vẻ đẹp lung linh dưới những ánh đèn. Và ban đêm thì chúng ta thấy được là cái đài phun nước này thể hiện rất là đẹp các bạn. Khi chúng ta đến buổi tối thì chúng ta sẽ chiêm ngưỡng được vấn này đẹp hơn. Nhìn hai chú rồng rất là giống mảnh các bạn ha. Càng vào trong thì chúng ta nhận thấy rằng là rất là mát mẻ. Với cái màu sắc của vùng Nam Bộ thì cây hoa rất là xanh tốt các bạn. Chúng ta nhìn đây, khi chúng ta lên núi Bà là nhiệt độ rất là thấp và nó phù hợp với cây giống như một Đà Lạt thu nhỏ các bạn. Hoa rất là nhiều. Và khi chúng ta về đây với cách bài trí ở phía này, chúng ta thấy cũng rất là đẹp. Này, có những chú ong rất là cần mẫn đi tìm hoa để đem những dọc mật, những phấn để về về phát triển cái tổ của mình. Nên người ta cũng dùng hệ thống tưới nước tự động hết các bạn, đỡ, rất đỡ cho cái công sức. Rồi chúng ta nhìn qua bên này, rất nhiều chỗ để cho chúng ta là ghi lại những hình ảnh. Xuân 2023 Quý Mão. Rồi chiếc xe ở tùy theo chỗ, có vùng thì gọi xe bò, có vùng thì gọi là xe trâu. Trâu này trâu đôi, bánh gỗ. Nghệ thuật cây cảnh bonsai cũng đã thể hiện ở trong khu vui chơi này các bạn, rất là đẹp. Cây này hình như là cây tùng các bạn này. Hai bên là hai cây xanh. Thì phía trước chúng ta đã thấy là 6 con giáp. Thì phía sau này cũng đã tiếp 6 con giáp nữa các bạn. Đây là chú bắt đầu từ là Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Chú heo của mình chúng ta là ở cuối cùng. Bên này là mô phỏng của 3 con giáp.
bên này là tiếp tục theo đây là mô phỏng của ba con giáp còn lại. Như vậy chúng ta vào đây chúng ta thấy hình của 12 con giáp. Rồi bạn coi thử mình trúng con giáp nào nha. Các bạn qua khỏi 12 con giáp thì chúng ta thấy được là các khu trò chơi các bạn này. Đây là trò chơi, khu vực trò chơi đĩa bay, rồng bay, đu quay dây, tàu lượn siêu tốc, thiên nga, xe đạp, rồi xe điện đụng, rạp chiếu phim 5D, rất là nhiều các bạn, rất là nhiều. Chúng ta nhìn qua quang cảnh rất là mát mẻ. Hôm nay có lẽ rằng là buổi sáng cũng hơi vắng khách các bạn, nhưng mà tôi nhìn nhận rằng là chúng ta đến đây là tham quan và nghỉ mát là một điểm rất lý tưởng. Bên này cũng bài trí rất nhiều cây cảnh các bạn, những dáng cây thể hiện được tính điêu luyện của nghệ nhân. À, bên kia chúng ta thấy có những chú ngựa. Bên này là những chiếc xe bò tha hồ check in. Về đây thì vùng đất Nam Bộ thì gợi cho chúng ta có một cái cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng và rất là yên bình các bạn ạ. Thì địa hình của Nam Bộ thì nó cũng có những là kênh rạch, thì để bước qua một cái cầu này thì chúng ta thấy có hay cái này cũng nghe hả các bạn không? Đó, người ta bày trí ngay hai khi qua cái đầu cầu bên này là chúng ta bước qua cầu nha các bạn. Đây chiếc cầu cong cong bắc qua một con kênh. Rồi chúng ta lên nha. Chúng ta nhìn qua đây các bạn nè. Hôm nay thể hiện ra một cái tác phẩm. Thể hiện như sông nước, cá, rùa, rồng. Đây, hai chú cá hai bên nè. Trên dòng kênh nước nó không có động. Nước tù, tuy nhiên người ta cũng bố trí những cái chỗ nghỉ mát, rồi khu vui chơi. Nó tạo thêm một không gian lãng mạn và nó gần gũi với thiên nhiên các bạn. Rồi chúng ta xem tiếp phía sau có gì nha. Wow, một hồ nước rộng mênh mông các bạn ạ. Chúng ta tới để có gì nha. Giờ thì nhiệt độ có lên một tí, nhưng mà chúng ta vẫn cảm giác nó se se lạnh, bởi vì cái hồ nước này nó điều hòa các bạn này. Gió nó thổi qua nó mang hơi nước lên, tạo cho chúng ta rất là dễ chịu. Dễ chịu lắm các bạn. Ta nhìn qua rất sạch sẽ. Phải nói rằng là với một cái không gian diện tích lớn như thế này mà cái khâu vệ sinh rất là hài lòng các bạn, rất là sạch sẽ. Rồi rất là đẹp, hoa dã. Nhưng mà tối nay thì ban đêm thì điện nó lên chập chờn xanh xanh đỏ đỏ tím tím màu vàng nữa. Rộng lắm, rất tuyệt vời các bạn. Mình đến Tây Ninh lần đầu tiên nhưng mà có cảm giác rất là thân thiện và gần gũi. Có lẽ đây cũng là nét đặc trưng của Nam Bộ các bạn. Và thế hiện một ngày không xa sẽ ghé thăm lại vùng đất Tây Ninh. Chúc các bạn có một chuyến tham quan vui vẻ nhé. Xin kính chào và tạm biệt.